được chào đón quý vị đang xem kênh Yoga Thí. Kênh Yoga Thí chuyên chia sẻ tất cả các bài tập phương pháp nhằm nâng cao giá trị sức khỏe, chữa lành không dùng thuốc thông qua các bài tập yoga cùng với Thí. Bài tập hôm nay dành cho người đang bị chật đốt sống lưng, người vừa bị cụp đốt sống lưng khi mình nâng vác một cái vật gì quá nặng hoặc là di chuyển cơ thể sai tư thế, thường là nó nghe một cái cụp một cái rồi là giống như là cái lưng mình nó cứng đó luôn, mình không thể nhúc nhích được, bước đi là đau, khòm nhẹ chút là đau, nghiêng trái đau, nghiêng phải đau. Thì hãy tập theo bài đầu tiên này cùng với Thí. Và mình tập bài đầu tiên này đến lúc nào đó mình thấy các tư thế trong bài này nó không còn đau nữa, nó nhẹ nhàng hơn, thì mình chuyển qua bài thứ hai tập, và cứ như vậy tiếp tục chuyển qua bài thứ ba. Và bây giờ Thí mời cô bác anh chị hãy bắt đầu vào các tư thế cùng với Thí nha. Rồi trước tiên, rồi cái lưng mình nó rất là cứng, bây giờ là cái lưng mình nó đang rất là đau, cứng không thể di chuyển được. Bây giờ mình chưa có tập tư thế nào hết, mà mình phải kéo giãn cái lưng nó ra trước, mà đâu phải kéo giãn là dễ, thường nó rất là đau. Rồi cô bác anh chị hãy ngồi, là ngồi cái nghiêng cái mông mình sang phải sang trái như gì nè. Nghiêng á, mình nghiêng sang trái thì mình như mình nhấc cái mông phải mình lên chút, nghiêng mông phải nhấc mông trái lên chút, rồi bắt đầu nè, nghiêng nè, nhấc nè, rồi cứ như vậy đó, nhấc nhẹ lên một chút, rồi bắt đầu mình mở rộng hai cái chân ra thêm nữa nè. Rồi bắt đầu nè, cái tay trái đặt lên đùi trái, nâng cái tay phải cao lên, cố gắng kéo nè, mình kéo nó cũng đau không, nâng cao lên và vướng nè, vướng nhẹ sang bên trái nè, đó đó, kéo như vậy đó, rồi lên lại. Đi thật chậm, tiếp tục nhẹ cái lưng xuống chút, sau đó kéo nâng cái lưng mình lên, đó, kéo cái tay trái lên, ép nhẹ cái tay trái qua bên phải nè, đó, đi thật chậm coi, chậm rãi nhẹ nhàng, rồi cứ như vậy, nâng tay phải lên, ép qua bên trái nè, nâng tay trái lên, ép qua bên phải nè, nâng tay phải lên, ép qua bên trái, mình tốt hơn rồi á, mình kéo giãn hơn chút nha, tùy theo độ chỉnh, mình có thể thì mình kéo giãn hơn nè, kéo cơ xéo qua nè, và nhớ hướng cái lưng mình nó dướng cho nó thẳng nha, đừng có cong cái lưng, dướng thẳng ép tới trước, gập xuống như vậy nè, nó giống như vậy đó, lên cứ như vậy, nâng cái tay trái cao lên, ép sang bên phải nè, ép cho cái bụng mình nó chạm xuống đùi rồi kéo dài ra, xoắn nè, đó, cảm nhận đi, cảm nhận. Rồi những một tư thế mình tập từ 10 cho đến 20 lượt, những lần sau á mình kéo giãn hơn, những lần đầu á thì mình chỉ nâng được như vậy thôi, những lần sau mình kéo giãn hơn, mình ép nè cho nó sát xuống luôn, cho nó kéo nè, ép sát xuống luôn rồi, rồi bên kia cũng vậy luôn, đó, ép sát luôn, sát luôn, sát luôn, à, thêm nữa nè, thở sâu, thở chậm, thở đều, ép nè, hóp bụng lại, lên nè, thở ép nè, hơi thở chậm đều, lên, thở ép nè. Rồi lần này mình giữ lại luôn, giữ lâu hơn, nâng lên nè, thở ép nè, rồi ép đi cho cái bụng ép sát xuống đùi. Rồi nếu mà cô bác anh chị nào mà mình thừa cân, cái bụng mình nó hơi to, mình khó ép đó, thì cố gắng mình hót cái bụng mình lại một chút
để cho nó kéo cái vùng thắt lưng đau của mình ra nha, hóp cái bụng lại rồi ép cái bụng xuống đùi nè, rồi xoắn nhẹ nhẹ cơ thể sang bên trái, ép và giữ ở đây nè, rồi ép giữ sâu 5, thở thâu thở chậm 4, kéo nhẹ cái lưng ra 3 2 1 và chậm rãi lên lại. Rồi cũng vậy luôn, đi thật chậm bên trái nè. Thở chậm 5 4, nhớ là hóp cái bụng mình lại, 3 2 1. Chậm rãi lên lại, rồi co cái chân của mình lại, rồi hai bàn chân áp lại nè, dướng cái lưng của mình lên, đi thật chậm nha, hai cái tay mình ấn xuống mạnh cái đầu gối, ấn cái đầu gối mình xuống, nó kéo cái lưng mình tới phía trước, thả lỏng nè, ấn kéo nhẹ cái lưng tới phía trước, rút cái bụng lại, thẳng cái lưng nha, đừng có gù cái lưng như gì, cố gắng kéo cái lưng thẳng ra, đừng có gù cái lưng của mình gì mà thẳng cái lưng của mình lên. Rồi bắt đầu ép nè, nè gì đó, nè lên nè, ép nè, lên nè, ép nè, lên nè, ép nè, lên nè, ép nè, lên, thở chậm, nó cứ như vậy. Cảm nhận kéo cái vùng lưng đau của mình ra, lên nè, xuống, 3 lần nữa, lên nè, xuống, lên nè, xuống, lên nè, xuống, rồi mình giữ lại đây luôn. Rồi cô bác anh chị giữ vừa sức mình, nhớ là kéo giãn cái lưng đau ra và giữ lại đây, 5 4 3 2 1. Sau đó mình lên lại. Đó, bây giờ cô bác anh chị hãy nằm xuống đi. Di chuyển cơ thể làm sao mà mình nằm xuống. Để nằm xuống tốt thì mình sẽ nghiêng nè. Thường là mới bị đau nó rất rất là đau, không thể nghiêng xuống, không thể nằm xuống được luôn. Đó, nhưng mà cố gắng bắt đầu nằm nè. Nằm kéo giãn tay chân ra bắt đầu nè nha. Hóp cái bụng lại, nhớ là hóp cái bụng mình lại nè, hóp cái bụng lại để cho ép cái thắt lưng xuống, kéo giãn tay ra, hóp cái bụng, hóp cái bụng để ép cái thắt lưng xuống, thả lỏng nè, nó rất là đau, kéo giãn tay, hóp cái bụng lại, hóp cái bụng, kéo giãn tay, thả lỏng, kéo giãn tay chân, kéo giãn đốt sống lưng, duỗi mũi chân ra, hóp cái bụng lại, hóp cái bụng để cho nó đè cái thắt lưng của mình lại đó, và mình cơ thể mình kéo giãn và mình hóp bụng để cái thắt lưng mình nó kéo giãn cái vùng thắt lưng ra, rồi kéo giãn tay chân, hóp cái bụng lại, tiếp tục kéo giãn tay chân, hóp cái bụng, rồi bắt đầu giữ y nè, co chân phải lên, co rút cái chân phải lên, nó rất là đau nha, tay phải ôm vào đùi phải nè, kéo đi, kéo, kéo cho đùi nó sát vào bụng, kéo giãn cho sát vào bụng, rồi nhẹ nhàng duỗi thẳng cái chân ra, duỗi tay chân, kéo giãn, căng căng căng, hóp cái bụng, tiếp tục co chân lại, nhớ là bị thường là một bên chân mình sẽ yếu, một bên chân mình sẽ khỏe, nhưng mình sẽ tập hai chân, kéo nè,
ôm cái tay mình, ôm cơ đùi ép cho sát vào bụng, kéo về sát vào bụng, sát hơn nữa, sát hơn, duỗi căng, căng rút bụng, co ôm kéo ép sát, duỗi chừng căng rút bụng, co ép sát, duỗi căng rút bụng. Rồi lần này mình giữ lại luôn, co ép cho cơ đùi sát vào bụng, ép rồi ép nè, khó cái bụng là ép, ép. Rồi tùy theo lựa chọn, vì bài tập này mình sẽ tập rất là nhiều lần, những lần đầu mình có thể chưa nhấc đầu lên được, nhưng những lần sau mình cố gắng nhấc cái càm lên. Cơ đùi thì ép sát vào bụng mà nhấc cái càm lên, hóp bụng lại và giữ lại đây. 5 thở 4 3 2 1 sau đó chậm rãi hạ xuống nè. Giữ y nha, hai cái tay mở ngang bắt đầu nè. Co cái gối đó, xoắn sang bên phải nhẹ nè. Xoắn trả về một chút xíu. Hai lần nữa, nâng lên, xoắn, giữ cái vai phải, giữ cái vai lại nè, xoắn nè, trả về. Rồi lần này xoắn giữ lại luôn nè, nâng lên, xoắn nè, xoắn rồi giữ lại đây luôn. Thở chậm, thở sâu, mình thở cho các cơ mình nó mềm ra, để nó kéo cái vùng đau nè, giữ. Rồi những lần sau mình sẽ ép nhiều hơn. Những lần đầu mình tập, mình điều chỉnh cái tư thế vừa thôi. Và giữ lại đây đi. Thở sâu 5 4 3 2 1 và chậm rãi trả về. Duỗi cái chân ra. Rồi tiếp tục chân bên trái cũng vậy luôn. Kéo giãn tay chân của mình ra nè. Sau đó co chân, ôm ép cho sát vào bụng, xoay đầu lại đó, thế xoay ngược đầu lại nè, để tập cái chân cho nhìn thấy cái chân trái nè. Nó co ép sát cơ đùi vào bụng, hóp bụng ép sát, sát cảm nhận. Rồi duỗi, duỗi chân, duỗi tay rút bụng, hóp cái cơ bụng lại. Tay chân duỗi căng, rút cái cơ bụng nó rất là đau trong 1-2 ngày đầu tập đó. Hót nè, ép sát, cảm nhận đi, đập chậm và duỗi, duỗi tay, duỗi chân, hót bụng, hót chặt cái cơ bụng vào, co ép, duỗi căng, căng co ép, duỗi căng, căng co. Dùng tay ôm cơ đùi ép nè, ép, hóp bụng, hóp bụng ép, duỗi căng, căng co ép, ép duỗi căng, căng. 3 lần nữa, co, cố gắng tập nè, ép nè, ép, duỗi căng, hóp bụng, căng, căng rút bụng, duỗi rút bụng, ép thắt lưng xuống, ép thắt lưng xuống, không bị đau,
không bị hỏng cái thắt lưng lên, co ép. Rồi lần này giữ lại luôn đi. Thấy nè, dùng tay ép cái cơ đùi sát vào bụng nè, thở sâu đi. Hít vào một hơi thật sâu, thở ra cho cơ thể mình mềm, rồi ép nè. Ép, sau đó mới cuộn người lên nè. Những lần đầu chưa cuộn được thì cứ ép vậy thôi, không cần cuộn. Những lần sau bắt đầu cuộn lên. Đó, cuộn giữ ra đây. Thở sâu 5 4. Hóp cái cơ bụng lại 3. Dùng lực tay kéo chân mình nhiều hơn 2 1. Và chậm rãi thở ra hạ xuống. Duỗi căng tay chân của mình ra, kéo giãn căng 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 căng. Rồi tiếp tục, hai tay mở ngang co cái chân trái đó lên, ép nè, di chuyển chậm nè, nhớ là hai cái tay mình bám chặt ở dưới sàn nè, để mình xoắn cái vùng lưng đau. Đó, xoắn đi, thấy xoắn đến lúc nào nó đau thì ngưng lại, không ép quá sức, trả về. Đó, tiếp tục xoắn, xoắn, trả về. Lần này mình giữ lại luôn. Rồi tiếp tục xoắn, xoắn rồi giữ thở sâu, để cho cơ thể mình mềm ra. Thường là mình đau á, mình hay nín thở hoặc là mình hay gồng lại, để mình sợ đau á, cơ thể mình nó tự gồng lại, thì mình hãy dùng hơi thở mình điều chỉnh bằng cách mình thở sâu. Thở thật thoải mái thì cơ mình nó tự động mềm ra. Khi cơ thể mềm ra thì cái tư thế này nó mới tác động đến chỗ đau, nó mới kéo căng ra được. 3 2 1. Và chậm rãi trả về. Duỗi tay chân thẳng 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 thẳng, rút bụng giữ lại đây. Lắc lắc nhẹ nè, mình duỗi căng cái tay cái chân mình ra phải không? Cái bụng mình hót lại, rồi bắt đầu mình lắc hai cái chân mình, rút bụng lắc. Nhớ là siết chặt cái cơ bụng lại nha. Siết chặt cái cơ bụng lại mình mới lắc chân. 5 4 3 2 1. Sau đó co nè, co hai cái gối trái, hai cái chân mình qua bên trái, duỗi nè. Co hai chân mình qua bên phải. Đó. Rồi chậm rãi nhẹ nhàng nằm nghiêng người mình sang phải. Và chống tay ngồi dậy. Đây là bài tập đầu tiên dành cho người bị cụp đốt sống lưng, là chập đốt sống lưng. Trong những buổi đầu khi cơ thể còn rất là đau, không thể đi lại được, thì hãy tập bài này cùng với Thúy và cô bác anh chị. Tập đến khi nào mà những tư thế này mình cảm thấy nhẹ hơn thì hãy chuyển qua bài kế tiếp tập tiếp. Vì thể loại bài tập dành cho chật đốt sống lưng, cụp đốt sống lưng này gồm có 3 bài tập. Và bài đầu tiên này khuyến khích cô bác anh chị nên tập 2 lần trong ngày. Và trong lúc tập nếu đau thì ngưng lại, hít thở sâu rồi lại tập tiếp. Trong lúc thực hành, nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bài tập thì hãy để lại dưới bình luận cho Thí. Và nếu thấy những video này hay và hữu ích, Thí nhờ cô bác anh chị nhắn chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Thí chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.